Nằm trong chuỗi hoạt động chương trình kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và chương trình nghệ thuật Vang mãi Bản Hùng Ca Bầu Trời do Báo Quân đội Nhân dân tổ chức, sáng ngày 14 tháng 12, đoàn công tác Báo Quân đội Nhân dân do Đại tá Ngô Anh Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân cùng đại diện các đơn vị đồng hành, Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn MB Shinsei, Em Credit, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại dược phẩm Tâm Bình, Công ty dược phẩm Thái Minh, Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Anh Pharma phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức trao quà tri ân các gia đình chính sách qua các thời kỳ thuộc Quân chủng Phòng không Không quân. Tại buổi trao quà, Đại tá Ngô Anh Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân cùng đoàn công tác đã ôn lại truyền thống bất khuất 12 ngày đêm của quân và dân Hà Nội. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không là sự kiện lịch sử trọng đại, biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Đây là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần rất quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn. Về phía Quân chủng Phòng không Không quân, Đại tá Ngô Quốc Trung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không Không quân trân trọng và ghi nhận cảm ơn đoàn công tác cùng các nhà tài trợ đã động viên kịp thời các gia đình chính sách của Quân chủng Phòng không Không quân. Đại tá Ngô Quốc Trung hứa, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không Không quân sẽ tiếp nhận toàn bộ các suất quà từ ban tổ chức và trao đến tận tay các gia đình chính sách theo danh sách kèm theo mà ban tổ chức chương trình Vang mãi Bản Hùng Ca Bầu Trời đã phê duyệt. Tại buổi trao quà, Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn MB Shinsei, Em Credit tài trợ 100 triệu đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tài trợ 50 triệu đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại dược phẩm Tâm Bình, Công ty dược phẩm Thái Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Anh Pharma mỗi đơn vị tài trợ 50 suất quà. Với tinh thần hướng về thủ đô, hướng về ngày chiến thắng, Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ rất vinh dự đã được đồng hành cùng chương trình có ý nghĩa lịch sử này. Thật là vinh dự và tự hào khi mà Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt thì đã được đồng hành cùng Báo Quân đội Nhân dân trong cái chương trình Vang mãi Bản Hùng Ca Bầu Trời. Đây là một chương trình rất là ý nghĩa. Cùng với lại Báo Quân đội Nhân dân thì các doanh nghiệp cũng đã đồng hành trong rất là nhiều chương trình. Sắp tới thì chúng tôi cũng mong muốn là được đồng hành với Báo Quân đội Nhân dân để làm thêm rất là nhiều những hoạt động ý nghĩa khác nữa. Trong chương trình làm việc sáng nay, đoàn công tác đã đến và trao trực tiếp 3 suất quà tặng 3 gia đình chính sách: mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bút, Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Việt, nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng Phòng không Không quân; Trung tá Hoàng Trung Nghĩa, trợ lý phòng thanh tra an toàn bay, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không Không quân.